Là chị hai nói vậy, tụi em không có trách gì chị hai hết. Anh thấy mình tệ lắm, em tha lỗi cho anh nha. Anh giúp em, thay em nuôi con mình nên người nha. Nhõng nhẽo ha. Thôi, xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi học. Mau lên. Dạ. Mẹ. Ừ? Hai cái gì đó, con thấy ba tặng sinh nhật cho mẹ mà. Sao mẹ cất hoài vậy? Con thích cái gì đó. Mới bay lớn à mà đã để ý như vậy rồi. Con lo học cho ngoan, cho giỏi, nghe chưa? Có dịp thì mình mới lấy ra xài chứ. Mẹ, lâu quá mình không đi du lịch. Mấy bạn con ai cũng được đi hết, chỉ có mình con không được đi à. Đâu phải muốn đi là đi đâu. Với lại đi du lịch tốn tiền lắm, ba mẹ còn phải để dành tiền nữa. Một ngày nào đó, gia đình mình sẽ đi thôi. Thôi, ăn đi, trễ giờ lắm rồi đó. Lúc nào mẹ cũng nói một ngày nào đó. Ừ, cô nhiều chuyện quá à. Ăn đi. Mẹ này. Tha lỗi cho chị hai nha. Chị hai không chăm sóc được cho em từ lúc mà chị hai đi lấy chồng. Tha lỗi cho chị hai nha. Là chị hai nói vậy, tụi em không có trách gì chị hai hết. Anh xin lỗi em với con nhiều lắm. Thời gian qua anh cứ lỗ kiếm tiền, anh lo công việc, nên bây giờ phải để em ra nông nổi này. Anh thấy mình tệ lắm, anh thấy mình tệ lắm. Em tha lỗi cho anh nha. Anh đừng nói vậy. Anh giúp em, thay em nuôi con mình nên người nha. Em à, chị hai, em khó thở quá. Chị hai, hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại. Đây là món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình. Hãy nhớ và giữ gìn điều thiêng liêng đó. Chị ơi. Ê. Chị ơi. Chị ơi, được rồi chị ơi. Sửa xe xong rồi đó. Chờ ba đi con. Ừ, giỏi. Em ghé nhà anh chị hai trước đi. Chiều tối anh đi làm về, anh sẽ thắp nhang cho chị hai sau. Em biết rồi. Nè con,
Rồi, cầm giúp mẹ nha. Dạ. Em đi nha. Nhanh quá anh ha. Mới đây mà đã 49 ngày rồi. Quà cục trắng này chị hai em thích lắm. Cái áo này là chị hai em mua vào tháng lương đầu tiên. Mới đây mà đã 3 năm rồi. Chị hai em mua, nhưng chị hai em chưa bao giờ được mặc nó. Chị hai em cứ chờ tới một dịp đặc biệt nào đó sẽ mặc. Và bây giờ chị hai em không bao giờ được mặc nó nữa. Bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Vì mỗi ngày tồn tại trên cõi đời này chính là một dịp đặc biệt rồi đó em. Tôi nhận ra rằng cả anh và chị đều rất tiếc nuối vì những điều chưa làm được. Và tôi hiểu rằng cuộc sống này chứa đựng biết bao điều ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Những ước mơ sẽ chỉ là mơ ước nếu không bắt tay vào thực hiện ngay. Tôi muốn mình không phải hối tiếc bất kỳ điều gì trong tương lai. Và tôi sẽ thay đổi từ bây giờ. Tôi sẽ không ngại diện bất kỳ bộ quần áo nào mà mình thích. Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình, bạn bè và hạn chế tham dự những cuộc hẹn không ý nghĩa. Má đẹp quá. Con gái của ba cũng xinh quá nè. Chà, áo mới luôn nha. Để bà tháo mẹ ta cho nè. Hay nha, để giờ mày xịt nước hoa cho công chúa của mẹ nè. Tôi sẽ không để dành chai nước hoa cho dịp đặc biệt nào nữa. Tôi đọc sách nhiều hơn. Và tôi không để dành bất cứ điều gì nữa. Tôi đang bỏ dần cụm từ một ngày nào đó hay nội trong vài ngày khỏi ngân hàng từ vựng của mình. Nếu có điều gì đáng xem, đáng nghe, tôi sẽ làm ngay. Tiếc quá à. Hôm nay mình dành thời gian cho gia đình rồi. Hôm sau mình gặp nha. Coi chừng đũa đó. Ngon quá. Mẹ ơi, cho con một miếng đi mẹ. Không có được, phải chờ ba con về đã. Cả nhà có chuyện gì mà chờ ba về đó? Ba về rồi kìa. Ê, mẹ làm nước men ngon lắm. Ba ôn thử, ngon lắm luôn á. Vậy sao? Để ba thử coi. Ngon thiệt nha. Ngon quá vậy. Cho con một miếng này. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên đời nữa. Cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được gặp lại ha. Nào bà cũng bận mà. Những điều nhỏ nho chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình có giới hạn. Bực bội bởi tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định liên lạc vào ngày nào đó. Bực bội bởi tôi đã không viết những lá thư nào mà tôi định viết nội trong vài ngày. Con gái ơi, đi con. Em đi mẹ.
đồ hết cho em. Đủ hết rồi anh. Rồi cả nhà mình đi du lịch thôi. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt ra, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là một món quà của cuộc sống.